đi cái vật lý đúng không? Ngày hết còn hành trường học là tính chất vật lý thì đây nhá, khi chuẩn các quốc gia thì cái phần mà người ta hay hỏi nhiều nhất về phần kiến thức học thuộc với lớp 11 là phần điều chế của toàn bộ phần hóa học hữu cơ lớp 11, ankan, anken, ankin, ankon, anhydride, acid. Nhưng sang lớp 12 thì cái phần mà trong 3 chương đầu tiên người ta lại hay hỏi nhiều nhất là phần tính chất vật lý. Thế nên phần tính chất vật lý này chúng ta phải thuộc lòng, không bỏ một từ nào nhá, và cộng với cả phenol, cộng với cả anilin, những cái đấy chúng ta sẽ biết rất nhiều. Thì bây giờ thì sẽ lấy ví dụ chúng ta về este, chúng ta sẽ nhớ chắc là các bạn ngồi đây các bạn đều là rất là hay sử dụng dầu gió, tức là mình nhức đầu hay mình đau bụng cái gì đó chúng ta đều sử dụng dầu gió đúng không? Biết đâu các bạn nào tắm dầu gió nhỉ? Chưa tắm dầu gió, tắm dầu gió có khi chúng ta bị cảm ấy, thì thầy thì nghề một bé hay bị cảm, mình có cái đi trời mưa về mà dính dầu gió vào, là dính nước mưa vào thì là hay là đổ nước nóng vào xong rồi cho dầu gió lấy vết sẽ tắm mình tức xong. Thế còn không thì chắc là cũng có nhiều bạn sử dụng nước hoa hồng để tẩy trang đúng không? Chắc có, nếu mà chưa dùng thì chắc sắp tới phải dùng thôi, bởi vì chắc sắp tới trường của em trong năm tới kiểu gì thì dùng bron để gọi là bôi son chắc và nó đẹp đẹp vào thì chắc chắn phải dùng nước hoa hồng để tẩy trang rồi, được chưa? Thì chúng ta có hai cái thứ chúng ta hay được tìm thấy nhiều nhất là dầu gió này, nước hoa hồng. Nếu bạn nào mà chưa được tìm thấy hai cái thể loại đấy thì chắc chắn cái thể loại mỡ là các em phải nhìn rồi, đúng không? Canh mỡ thì xuất hiện ở đâu? Ở trong canh riêu, riêu cá, các em nhìn thấy một lớp dầu mỡ đổ lên trên, đúng không? Thế vậy đây, đấy tất cả những cái đấy, nước hoa hồng này, dầu gió này, mỡ này thì đều là este, được chưa? Các em tưởng tượng cái cảnh này thì em thấy nói có thể biết là este tồn tại trong đường điện gì? À thì lỏng, không phải dễ lắm, tồn tại ở điều kiện thường ở thể lỏng. Thế này hỏi tiếp là nó có tan trong nước không ạ? Nó không tan trong nước, chứ nếu mà tan trong nước nhá, thầy đi ra biển phát là chấp tịch đứng lên rũ phát tịch vào bụng xương thôi, đúng không? Mà nó tan hết à? Không tan trong nước. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy ạ? Giả sử bây giờ thầy có cái lọ nước hoa hồng xong vỡ rồi, cái góc kia bằng nước hoa thôi thì sao, cả phòng chúng ta đủ hết đúng không? Với nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy nó thấp, với nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy nó cao. Và ngay điều kiện thường chúng ta đủ hết rồi, thì nó thấp. Thấp. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy thấp. Có hương thơm. Từ từ ở cái chỗ không tan trong nước mà còn đông phải là nổ trên bề mặt nước. Và tách lớp thì là chúng ta nhìn thấy rõ rệt nhé. Tách lớp thì là chúng ta nhìn rõ rệt. Ví dụ ạ, ngày xưa chắc bọn em cũng không có ống thơm bình nhựa như thầy ngày xưa thì thầy hay là thầy thích ăn bọc ạ, thầy hay không trèo lên trên bọc một chú để toàn trèo lên không mặt xuống, thế bắt đầu đặt cổ cái vỏ bọc có bừa nhá ra được chưa, thế là nó sẽ có những cái nếu bọn em mà không bọn em là kiểu mà có em là em sẽ hay chơi kiểu cầm cái vỏ bọc rồi xong rồi bọc lại thì là nó có những tia bắn ấy, nó người ta thử nó mùi vỏ bọc vào được hay vỏ cám vậy đấy, thì thầy còn bịt hơn thì sái hết cái chỗ đấy xong cho vào nước thì đun đấy, thì đun lên thì thầy sẽ thấy là một lúc sau nước sôi thì nó có một cái lớp nó tách lớp này đấy, thì nó sẽ giống như này, thì bên dưới là nước và bên trên là cái lớp khác, được chưa? Thì đây chính là cái lớp mà este tách lớp, được chưa? Đây là lâu nay con hay xem cái video của anh này các bụi đấy. Thế bây giờ cái lớp này thì lúc đấy mà chúng ta chưa đắp bụi thì nó chưa tách lớp hoàn toàn, mình chưa nhìn thấy rõ, có lớp nhờ nhờ, nhưng mà khi mình đắp bụi vào, đắp một ít ra xem là xong muối lên thì lúc này cái lớp nó sẽ tương đối kỹ hơn, chú ý cái chỗ này thì nó thêm là ACL vào để cái lớp của nó tách lớp kỹ hơn, nó tách lớp rõ hơn. Tại sao lại tách lớp rõ hơn? Tại vì là ACL nó mới thông bảo khi cho ở đây thì cho cái te nó không hòa tan nữa, nhưng dung dịch nước này hòa tan nữa, khi dung dịch nước này hòa tan nữa thì nó sẽ làm cho cái trọng lượng liêu này của nước tăng lên, trọng lượng liêu của nước tăng lên thì khiến cái phần dung dịch chứa nước này nó nặng hơn, nó chìm xuống, chìm hẳn xuống,
đấy chưa? Có cái phần mà nó không có chiếu cuối này tôi sẽ nổ hàng lên trên, nên chỗ này tách được rõ ràng luôn nhá, được chưa? Nên chú ý ghi thêm cái nữa là tách lớp và thêm NaCl đây, tách lớp rõ ràng hơn. Cái chỗ này nó sẽ là cái chỗ vận dụng cao này. Thầy vừa giải thích cho chúng ta một cái chỗ về muối để ăn NaCl cho vào trong dung dịch này nó có tác dụng gì đấy. Chỉ đánh dấu cái chỗ này khảo chúng ta nào và năm và nhớ thầy đã dùng cho ghi. Cái câu này là cái năm mà thi trung học phổ thông quốc gia 2019. Cái lúc mà thầy dạy bài ST đầu năm 2000 khoảng một tầm bây giờ và khoảng một tầm tháng 5 của năm 2018. Thầy có nói cái này thì y như là cái nào đây tháng 24/6/2019 là nó đi vào cái câu này luôn. Thế là bọn học sinh đi là có nhiều đứa là nó bảo là thầy dạy chẳng chú gì cả. Thế là bọn đứa nó chụp ảnh đúng quyển vở, đúng cái chỗ ghi đấy xong gạch chân đỏ nó chụp cho xe thầy cho hiểu. Các em phải lưu ý là có những chỗ mà thầy bỏ thì chúng ta cần phải lưu ý và nốt lại cho việc sổ. Có hương thơm chúng ta phải thuộc cho thầy ba cái hương thơm bắt buộc phải thuộc. Đầu tiên là mùi hoa nhài, thứ hai là mùi dầu chuối, thứ ba là mùi hoa hồng, phải bốn à, bốn cái. Thứ tư là dứa, bắt buộc phải thuộc nhé. Một dòng, hai dòng, ba dòng. Ba dòng phòng dần tính chất vật lý này phải thuộc hết. Thuộc thì bằng một cách rất đơn giản lắm, làm nhiều thì một, chứ không phải học một. Thầy ngày xưa thầy đi học số lớp 12 thì thầy không được cái này đâu, chỉ chịu làm nhiều thôi. Qua nhà này là phenin acetat, dầu chuối là isoamin acetat, hoa hồng là reramin acetat, dứa là gì ạ? Etin, etin propionat hoặc etin butyrat, hai cái được hết. Em không học được sớm hay muộn thì cũng bất thành kiểu gì đó đi, thế nên là tốt nhất là nên là trong cái đề của mình có. Thì các em chú ý nhá, ở bên trong cái quyển sách đề này là thầy cho theo mức câu hỏi từ dễ đến khó. Hơn nữa là trong này là rất ít các cái câu mà trong đề thi trung học phổ thông quốc gia từ năm 2017 trở lại đây. Lý do là bởi vì là những cái câu nó level nó cao hơn nhá. Thì chúng ta làm hết bài tập ở trong này, sau đó thầy cũng đưa thêm cái đề của là đề tổng hợp cái câu ở trong đề thi trung học phổ thông quốc gia mấy năm gần đây là cái này. Chúng ta có nghĩa là chúng ta phải làm hết ở bên trong cái phần sách này thì sau đó chúng ta sẽ đi lên. Tính chất hoa học. Lần đầu tiên chúng ta gặp este bắt đầu ở trong cái nào? Lần đầu tiên chúng ta nhìn este trong cái nào? Gọi trong cái ứng là CH3COOH tác dụng với C2H5OH mũi tên 2 chiều để tạo thành CH3COO C2H5 cộng phát 2O. Lần đầu tiên mình nhìn thấy nó ở trong phản ứng này. Thế chúng ta nhìn cụ thể xem phản ứng này là phản ứng mấy chiều? 2 chiều. 2 chiều có nghĩa là mình viết ngược lại cũng được đúng không? 2 chiều viết ngược lại cũng được đúng không? CH3COO C2H5 mà trong môi trường nước thì nó sẽ bị thủy phân ngược lại này, CH3COOH cộng với lại C2H5 OH. Đây
thì bởi vì nó là mũi tên hai chiều, nên là cái phản ứng ngược lại này nó sẽ xảy ra tương tự như phản ứng thuận. Thế nên ở đây nó sẽ có là tính chất hoặc đặc trưng nhất của este, đó là thủy phân, thủy phân là phản ứng đặc trưng nhất một nhỏ phản ứng thủy phân. Thủy phân của este thì nó chia ra là trong hai môi trường, thứ nhất là trong môi trường axit, thứ nhất là trong môi trường axit chúng ta sẽ có phản ứng tổng quát. Phản ứng tổng quát RCOOR7 tác dụng với HOH, mũi tên hai chiều trong H cộng. H cộng này thường người ta sẽ sử dụng H2 SO4 đặc. Nhìn kỹ nhá, đây sẽ có một cái gạch chéo giữa hai thằng oxy, được chưa? Thì mình có này, thằng CO sẽ lấy lên thằng OH, CO sẽ lấy OH để tạo thành RCOOH, RCOOH cộng với thằng O còn lại sẽ lấy nốt thằng H còn lại để tạo thành R phẩy OH. Được chưa? Đây là tổng quát. Bây giờ chúng ta nhìn thấy tổng quát thế này, anh này phải là este anh không? Mà thủy phân trong môi trường axit á thì thường tạo thành thằng này là axit và thằng này là thằng ancol. Đúng chưa? Được chưa? Và ở đây mình sẽ có một cái chú ý nhỏ nhỏ. Chú ý ạ. Chú ý này thầy nó gồm có là hai cái tổng đầu dòng. Đầu dòng thứ nhất là thủy phân este trong môi trường axit. Phân este trong môi trường axit là phản ứng mấy chiều ạ? Hai chiều nên nó gọi là phản ứng gì? Là phản ứng thuận nghịch. Thế nó là phản ứng thuận nghịch thì nó khiến cho ta biết được một điều rằng là sau khi kết thúc phản ứng thì hỗn hợp tồn tại trong thì chúng ta là gồm gì? Ancol, axit, cả nước và cả este. Đúng nhỉ? Vậy nó có kịp không? Tương đương với lại hỗn hợp sau phản ứng thì gồm ancol, axit và este, cả nước. Được chưa? Đấy, thuận nghịch là quan trọng. Cái này rất hay khi cái này liên quan đến sự cao đúng không? Thứ hai, thủy phân este trong môi trường axit thì thường thu được axit carboxylic và ancol. Đấy, ví dụ như là cái phương trình đầu tiên là phương trình CH3COCH5 thì có biết rồi. Đúng chưa? Tiếp tục ạ. Các em hãy viết cho thầy cái phương trình sau. HCOOC CH3 thủy phân trong môi trường axit thì tạo thành gì? Bây giờ mình chơi sang tên là vinil acetat thủy phân trong môi trường axit thì tạo thành gì? Ba những phương trình này là những phương trình hay thi liên tục có trong các đề kiểm tra. Những cái ví dụ thì cho các em là những ví dụ mà tần suất gặp rất rất nhiều,
nên em không bao giờ em chạy trốn đâu cho thoát cả. Viết thử cho thầy xem tại vì trong đầu nó nghĩ đạo gì em thấy biết phải làm. Đừng sợ bẩn vỡ, anh coi chừng vỡ ra những bẩn nhát thôi. Bởi vì là chúng ta học xong ở đây thì về nhà chắc mấy đứa mở lại đọc lại. Bản thân thầy là ngày xưa thầy đi học và thầy học luôn về nhà thì chẳng bao giờ mở lại đọc nữa. Không bao giờ mở lại đọc làm chứng không đồng ý. Đồng ý thì phần do động của bạn quá khó nên là một cái ví dụ của thầy thầy dạy là thầy phải về nhà thì làm đi lại ba lần mới hiểu. Có khi mà hiểu ra khác thì từ từ nó không thể giải đây thì nó sẽ tạo thành gì ạ? HCOOH cộng với HO đúng không? Thì chỗ này là C3H7 đúng không? C3H7OH biết gọi là như vậy nhá. Của anh này sao? Anh này là bỏ chúng ta phải thuộc tên. Tên thì bây giờ chúng ta suy luận thế này: vinin acetat. Acetat là của acid acetic. CH3COO. Vinin là nhóm thế vinin. Nhóm thế vinin là CH đối đôi CH2. Bây giờ chúng ta chưa có không sao cả, bởi vì ngày xưa vào lớp 12 là đến lúc bà máy nghe thầy cũng mới nhìn thấy, thầy cũng mới biết đến cái nhóm thế vinin ạ. Thế là ngày hôm nay mà các em biết, lần đầu tiên các em biết cái nhóm thế vinin thì nó là bình thường. Thấy chưa? Bây giờ bắt đầu bây giờ chúng ta sẽ làm nhiều các sẽ nhớ. Cộng với lại nước thì ở đây ạ, tạo thành CH3COOH cộng với lại CH nối đôi CH2 và nhóm OH kem. Thì đây ở đây có điều gì đặc biệt không ạ? Điều gì đặc biệt không ạ? OH mà chỉ dính vào carbon no thì gọi là côn, OH dính vào carbon thơm thì gọi là phenol, còn OH mà dính vào carbon chứa nối đôi thì làm sao? Không bền. Không bền thì ngay lập tức làm sao? Chuyển thành gì ạ? Chuyển thành gì từ từ đã, chúng ta sẽ có oxy sẽ hút vô đôi trên nó để tạo thành gì ạ? C nối đôi O nó thừa hydro, hydro sẽ trả lại này. Đấy, để tạo thành gì ạ? Đây. CH3 hay được biết là CH3CHO. Được chưa? Anh có ba cái tên. Phải thuộc cả ba cái đi. Aldehyde acetic là một. Thứ hai ạ, etanan là hai. Thứ ba là acetaldehyde là ba. Và cái gì? Và chúng ta viết thử nốt cái thằng thành cuối cùng. Nhìn thấy được. Cái chỗ này là cái chỗ của thằng ancol. Chỗ này là chỗ của thằng ancol. Thì bạn nào không hiểu thì chúng ta viết chỗ này thì dễ hiểu. Còn nếu mà không hiểu nữa thì bảo là sau này chúng ta cứ bằng biết thế này. Acid là sao? Được chưa? Bởi nó có thể thu được gì đấy? Ăn ít đấy, đúng chưa? Xóa là cuối cùng nhá, xóa này nhá. Ghi cái này xong rồi thì sau này tự viết được để nó tạo thành CH3CHO. Và sai này thì sao? Đây, gạch chéo đây các. Thì nó sẽ tạo thành gì? C2H5COOH cộng với giữ nguyên cái cấu trúc này cho em nhìn nhé. CH3 này, C này, OH này, nối đôi này, CH2 này. Chúng ta lại nhìn cái điều gì ạ? OH tính vào carbon chứa với đôi ạ, lại không bền. Với đôi là bị hút vào đây, oxy là bị trả ở đây. À sorry, hydro là bị trả ở đây để tạo thành gì? CH3C nối đôi OCH3.
anh này có hai cái tên, và cái tên hay được gọi người nhất là A C Tôn, cái tên thứ hai là Dimetin C Tôn. Dimetin C Tôn, anh này ít ti hơn người anh chị, rất ít ti, nhưng mà biết vậy bởi vì là sợ là các cô giáo ở trên lớp của em vẫn không tuân theo các chương trình giảm tải của tư tập, có thể con cho nó, nên là cái này biết nó hạn chế khi trò công ra từ lâu. Cái anh này đi rất nhiều, anh này đi cực kỳ nhiều. Thế vậy là suy ra ở đây ạ, suy ra ở đây chúng ta sẽ có hai cái chú nho nhỏ, có thêm cái chú nho nhỏ nữa. Đó sao? Este có dạ, cái này là phòng xa thôi, chứ lâu nay nó không thi vào mấy cái này rồi, nó không thi vào phần tổng quát quá cao như vậy, nhưng thầy vẫn phòng xa để cho ra ghi tổng quát, chứ thi nó chỉ thi hoặc mà anh này hoặc quá lắm cái này thôi, nhưng đây để cho ông ta ghi cái tổng quát cao hơn. Là este có dạ là r c o o c h nối đôi c h e r phải thì bị phân trong môi trường H cộng cộng với lại thủy phân H2O trong môi trường H cộng thì tạo thành anhít R phẩy CH2CHO anhít. Có nghĩa ở đây ghi này để chúng ta nhớ là cứ OH định là carbon chứ không đúng, và chỗ này là H thì đạt thành anhít, được chưa? Trường đặc biệt thứ hai là nó tạo thành ceton. Trường đặc biệt thứ hai là nó tạo thành ceton R C O O C C H 3 nối đôi C H R 7 thủy phân trong môi trường axit thì tạo thành R 7 C nối đôi O C sorry C H 2 C nối đôi O CH3 thì là C tôn. Đây là hai trường hợp quá, là hai trường hợp này. Được chưa? Xong. Hơi nhỏ, nhỏ. Thì hôm nay mình học mùa thứ tư nên không có phòng chuẩn thì cả thứ đợt sau vào thứ sáu thì chắc mình lại được học phòng chuẩn hơn. Em cứ yên tâm là lớp trình tôn thì cô ưu tiên thôi. Nha. Lớp còn lại càng đông thì cô càng ưu tiên, như vừa nãy là mình ngồi học phòng kia xong cũng mới lên phòng này đấy. Thích ngồi học phòng kia chưa hơn, phòng kia mát hơn không? Có điều nó hơi nhỏ. Ngay bật được điều hòa nhưng mà tình ý là chắc là không phải là số đi đảo đi thôi, mà đâu tình ý là hai cái điều hòa là vấn đề. Hai điều hòa là vấn đề nhưng mà do là mình có phải học cố định đấy, của trước mình khai giảng cũng phải là buổi cố định đây đâu. Sang tuần sau mình là cố định, mình biết là cố định mình học phòng nào. Thì đây là chúng ta học ở trong dạng đường đại học in, thì nó sẽ là nó phải phụ thuộc vào bây giờ đại học in thì nó sẽ dễ dàng cho ta. Các em có hiểu hai cái chỗ này không ạ? Chỗ này là để cho ghi phòng xa nhé. Bạn nào không thích thì vứt cái này ra. Bạn nào mục tiêu 8 và 8 rưỡi vứt cái này đi. Bởi vì là nếu mục tiêu 8 và 8 rưỡi thì không bao giờ phải làm những câu kết tên ở số cao cả, thì không bao giờ phải để ý con này. Được chưa? Thì chúng ta chỉ nhớ đúng có thằng này bình thường là chính cái thằng như bình thường này, thứ hai thì hết được, thì là cách học dễ nhất. Chỗ này thì ghi để phòng cái độ cao, có nghĩa là nếu mà chúng ta học để đi thi vào với mức độ đấy 8.5 trở xuống thì mình học rất nhanh nhá, mình học rất nhanh. Còn chỗ này là thầy cho ghi phòng, tại sao chúng ta phải phòng? Nhưng mà chẳng may là bây giờ em đang xác định là 8.5 xong đến lúc học còn 1 tháng trước khi thi, em thấy level của em cao và muốn giải mấy câu và xuống cao thì mình vẫn có nền tảng này để mình báo vào cái sự tiếp theo nhá. Xong chưa? Xong thủy phân trong môi trường axit này mình sang hai nhỏ thủy phân trong môi trường kiểu hai nhỏ thủy phân trong môi trường kiểu, hình như không phải hai nhỏ mà b nhỏ b nhỏ thủy phân trong môi trường kiểu.
đây là thủy phân trong môi trường kiềm. Môi trường kiềm thì khác gì trong môi trường axit? Vừa nãy mình nhìn thấy là thủy phân trong môi trường axit là nó cộng với nước. Thế trong dung dịch kiềm thì có nước không? Có. Là dung dịch thì lúc nào cũng có nước, đúng chưa? Vậy dung dịch kiềm nó có nước, vậy bản chất nó vẫn là thủy phân trong nước. Các em nhìn bảng có thể biết nhá, bản chất nó vẫn là thủy phân trong nước thôi, vì đấy là NCOR7 cộng với H2O. Em nhìn kỹ để hiểu bản chất thì sau này mình sẽ làm những cái nó khó hơn. Còn nếu mà mình không hiểu bản chất thì mình chỉ hiểu lơ mơ đấy, thì những cái bài khó hơn mình không làm được. Còn những cái câu hỏi mà nó chỉ là mức độ lý thuyết vận dụng hơn một tí thôi là mình nhanh luôn. RCOO như vừa nãy anh viết nhỉ, H cộng với R OH, đúng chưa? Đây là thủy phân trong môi trường nước, đúng chưa? Thế bây giờ tiếp tục là thủy phân trong môi trường kiềm, thì đơn giản là thì cho cái hỗn hợp này tác dụng cái gì? NaOH, đúng không? Thì nó thành thủy phân trong môi trường kiềm này. Bây giờ thằng này tác dụng với NaOH thì tạo thành gì? RCOO cộng NaOH thì tạo thành RCOONa cộng với R OH, đúng chưa? Các bạn học là môn cực kỳ đặc biệt, khi mà chúng ta không cần quan tâm đến giai đoạn trung gian đi như nào, chỉ cần quan tâm đến điểm đầu và điểm cuối. Vậy đây thằng này cộng với NaOH là ra trong này luôn, đúng chưa? Thế vậy suy ra đây là chỗ này thì giải cho em hiểu, không phải nghiên hiểu tổng quát nữa. RCOON cộng với NaOH, chúng ta hiểu nhanh ở trong đầu là nghề tạo thành RCOH cộng RCOH. RCOH tác dụng với NaOH để tạo thành RCOONa cộng với RCOH. Thế có một điều đặc biệt ở đây chúng ta cần phải lưu ý là thủy phân trong môi trường axit là phản ứng hữu nghị. Mà tại sao thủy phân trong môi trường kiềm là phản ứng hoàn toàn? Thì bây giờ thầy giải thích cho các em, dĩ nhiên cái này nó rất ít khi thi, nếu mà nó mà thi thì nó là câu vượt cao rồi. Thầy giải thích nhá. Tại vì này, thủy phân trong môi trường axit vốn dĩ là cực nghịch, nhưng mà khi trong môi trường kiềm ấy thì thằng axit này tác dụng với NaOH là phản ứng sẽ ra hoàn toàn, đúng không? Phản ứng axit cộng bazơ là phản ứng hoàn toàn, không bao giờ là phản ứng kiềm gì cả. Thế nên dẫn đến là lúc này thằng RCOH sinh ra sẽ bị NaOH đốt hết để tạo thành thằng muối. Chính vậy nên lúc này nó sẽ là phản ứng hoàn toàn chứ không có là phản ứng nữa nhá. Đây mình chỗ này đây là bạn đợi đây mình sẽ có cái chú ý. Chú ý ạ, thủy phân trong môi trường kiềm phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm. Chú ý, phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng hoàn toàn. Được chưa? Bây giờ ta đi viết phương trình này nhá. Đây cũng chỉ có 3 cái phương trình khiến ta lưu ý thôi. Phương trình thứ nhất bây giờ thì chơi trò khó hơn tí, bây giờ mình chỉ chơi tên thôi. Etinacetat và này thi rất là nhiều. Và thủy phân trong môi trường đá các em tự biết sẽ có tạo thành gì. Thứ hai là vinin. Mỗi thằng cũng hay thi nữa. Thầy muốn nhắc ở đây acrylat thủy phân trong môi trường cao á tạo thành gì? Và cái cuối cùng là cũng hay thi không kém à, phenin phosphat mà thủy phân trong môi trường NaOH tạo gì? Các bạn thi thử chinh phục thử viết dưới nhá. Lần ra cho vậy người hiểu vinin acrylat. Thầy chia sẻ với ta một cái cách mà từ ngày xưa thầy nhớ cái tên của thằng axit acrylic như thế nào. Thầy cứ nhớ đến acryl thì là nhớ là C đôi C gạch C. Tại sao lại vậy á? Thầy phân tích cho ta nhá. Cứ nhớ là acryl là có một đôi là có một đôi. Thì nếu mà có một đôi như này thì không thể là COH ngay được, tại vì là nó không hóa trị, được chưa?
hay bắt đổi thêm một lần C nữa thì mới có O, thì mới gọi là CO, được chưa? Thì là cứ nhớ là A cái gì là có một đôi CC này, xong rồi là thêm cái nhóm COO này, thế là ra cái hàng hàng đi, được chưa? Vinyl thì chúng ta nhớ từ vinyl thì nó có PVC, đúng chưa? Nhóm vinyl là nhóm CH2 gạch nối đôi CH, đúng chưa? Vậy đây sẽ là CH nối đôi CH2 vinyl A thứ ba, được chưa? Cộng với cao á, thì vẫn hoàn toàn là chéo khác nhỉ? C nối đôi C gạch COONA cộng với là đầu kia, đầu này quen chưa? Tạo thành gì ạ? CH3, CHO. Giờ chúng ta phải làm, chúng ta phải xịt hơn tí nữa. Đôi khi chúng ta hiểu bản chất rồi thì mình phải nghĩ ra cách giải mẹo. Giải mẹo gì ạ? Đây CHO gì nữa, tên mỗi hydro đầu này xong. CH3, CHO. Và những cách giải mẹo này nó chỉ được sinh ra khi mình hiểu bản chất. Chứ nếu mà mình không hiểu bản chất mà mình làm giải mẹo ngay thì mình mất gốc và không làm được ăn được gì hết. Được chưa? Dạ, CH3, CHO. À đây là K, COOK. Thế còn lại sau khi mình viết được cái khung này rồi nhá, thì việc mình điền hydro vào thì là một câu chuyện rất là đơn giản đó. Điền hydro đây là H2 đây là H, xong. Đúng không? Lúc đấy em thích điền hydro vào hay không là chuyện của em. Em nhớ được khung rồi là em nhìn vào đáp án, em chọn là đáp án. Thằng này à? Benin format. Thế thì ở đây mình phải nhớ về cái acid formic. Acid formic là gì ạ? HCOO đúng không? Phenin thì mình phải phân biệt giữa hai cái có thế nhá. Inacetate ống nghiệm 1. Thế inacetate là este đúng không? CH3COO C2H5 đúng không? Nước ở đây bốn đặc này thì thằng này có tan trong nước không? Cái tiền là trong nước không? Không. Tan hai bốn đặc không? Không. Ừ, vậy thì không sao? Không. Mấy tiền bên trên? Đúng không? Tiếp tục ạ, ống hai ạ. Etinacetate và dung dịch ra mắt. Sao ạ? Etinacetate vẫn là CH3COCH5 có tan trong đá không? Tan trong đá không? Không tan trong nước làm sao tan trong đá á? Đúng không? Vậy làm sao? Tấn phân lớp. Vậy là câu trả lời thứ nhất là sau bước 1 thì cả hai ống nghiệm đều phân lớp và este ở bên trên dung dịch chính nữa đun nóng nhẹ và khuấy đều hai ống nghiệm của mình muộn. Thế thì với ống 1 không quấy thì thế này nhá, không quấy thì thế này là khi mà em sẽ đổ nước vào trước sau em đổ este vào sau thì nó đúng như vậy thôi. Nếu em quấy nhá, nếu em quấy thì nó sẽ giống như này là em sẽ cho mỡ vào nước xem lại thì em sẽ thấy một cái cảnh tượng như này là nó sẽ có rất nhiều hạt nhỏ li ti mỡ nổi lên sau rồi nó phân thành nước không? Đúng không? Nó trông giống kiểu cầu đấy thì mình biết nó giống kiểu ngọc trai ấy. Đấy, đấy giả dạng vậy. Thế ở ống nghiệm số 1 nhá, ống nghiệm số 1 ở bước số 2 là mình đun nóng vì nó là thủy phân este trong môi trường gì? Acid đúng không? Đấy, acid, thủy phân este trong môi trường acid này. Vậy thủy phân trong este trong môi trường acid thì nó là phản ứng xảy ra một chiều hay hoàn toàn? Hai chiều, đúng không? Biết phương trình không? CH3COOC2H5 cộng HOH2 chiều H cộng để tạo thành CH3COOH cộng C2H5OH. Mũi tên 2 chiều này lúc nãy mình đã chứng minh rằng là hỗn hợp này làm sao tồn tại cả bốn cái này đúng không? Cả este dư này, cả nước này, cả axit này, cả alcohol này. Axit thì tan trong nước, alcohol cũng tan trong nước, nhưng este có tan trong nước không? Vậy sau bước 2 để nguội thì ống 1 làm sao? Vẫn phân lớp bởi vì vẫn có este. Đúng chưa? Vẫn có este nó vẫn phân lớp. Vậy ống nghiệm 1 phân lớp. Ống nghiệm 2 nhé. Ống nghiệm 2 này, etin acetat vào NaOH. Ống nghiệm số 2 CH3
COOC2H5 cộng NA. Em quay lại bật chữ nào. Phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là phản ứng hoàn toàn đó. Hoàn toàn nó tạo thành là CH3 COONA cộng C2H5OH. Anh này tan trong nước, anh này là muối. Mọi muối của natri đều tan trong nước. Được chưa? Nên thằng này cũng tan trong nước. Còn cái te không ạ? Không còn đi phản ứng hoàn toàn. Vậy là dung dịch thì làm sao? Đồng nhất. Làm gì có cái te nó tách lớp đâu? Được chưa? Này, đồng nhá. Vậy là sau bước 2 thì sao? Ống số 1 thì phân lớp. Ống số 2 thì đồng nhất. Bước 3. Bước 3 thì sao? Bước 3 này nó liên quan đến một cái vấn đề ở bên trong sách giáo khoa. Chắc là chưa bạn nào. Thầy nhấn mạnh cho ông ta là nó sách giáo khoa rất quan trọng thôi. Bởi vì chúng ta tự hỏi thì nó đều liên quan sách giáo khoa. Thì ở bước 3 này khi mà chúng ta thêm muối vào thì như thầy nói thì nó làm tăng thêm cái trọng lượng riêng của dung dịch, khiến cho dung dịch chìm xuống và những cái ngọn gì đó thì nổi lên, đúng không? Vậy thì lúc này thì làm ống nghiệm phân lớp rõ rệt hơn. Có nghĩa ống số 1 thì vẫn phân lớp. Và ống số 2 có một hiện tượng đặc biệt mà thầy muốn các em nhớ mãi về sau. Đó là có một lớp chất rắn. Lớp chất rắn màu trắng. Chú ý là sau này nó phải màu thằng này. Nhiều người sẽ bỏ màu vàng, các em nhớ phải là màu trắng. Nổi lên bên trên. Vậy ống nghiệm này cũng gọi là gì? Phân lớp. Tương đương với phân lớp. Thì cái lớp chất rắn màu trắng của lên trên này chính là CH3CO2. Chất rắn màu trắng nổi lên trên này chính là CH3COOH. Được chưa? Đấy, đó bạn. Vận dụng cao là nó ở cái chỗ là bởi vì là em nhìn thấy, nếu mà em nhìn vào cái bài này nhé, thì nó sẽ dài cỡ một dòng 7-8 dòng. Nhìn là sợ nó toàn chữ. Thứ hai nữa là nó ở câu số 76 trở đi nên thời gian chúng ta còn ít. Được chưa? Thứ ba nữa là nó ở phần thí nghiệm, là cái phần mà mình chẳng bao giờ được làm, chẳng bao giờ được xem. Được chưa? Thứ tư nó hỏi những cái nó lạ lắm. Thế thôi, nó chỉ khó vậy thôi, còn khi mình hiểu và mình nghe một lần thì mình biết nó sẽ. Cho nên thầy bảo phần này phần dễ hiểu nhất, phần những cái. Em mà làm một bài tính toán còn mệt sức hơn, sao nó làm bài này. Thế nếu mà mình mà từ giờ cho đến cuối năm chúng ta cũng học, mình sẽ cố gắng đến 8, 7, 9, ấm thôi. Chưa vào đi ạ? Chưa? Các vở cứ đưa đi là cái điểm. Thôi, lớp 11, 12 vở thì có thể chụp ảnh này. Và một thứ một em học. Xong chưa? Giờ mình làm cái bài tập nhỉ? Cho vui. Này, bây giờ tất cả các em đều có sách rồi thì các em về nhà liền hết đầy phương cho thầy. Nhớ là đến đây một công thức công tạo thôi. Được chưa? Bây giờ có tên gốc trước không? Nhá. Phần bài tập về nhà thì buổi trước thì bảo là ra phần đồng đẳng đồng phân tên gọi đúng không? Chưa bảo làm bài nào?